Bên phải mình là Thiền viện Trúc Lâm An Giang. Xa kia chúng ta thấy đó, ở trên núi đó có một cái chùa. Mình sẽ đi lên đó mình tham quan anh chị. Đây đó nó cũng gần chứ không xa, nó cũng có đường mòn lên. Mình đi dẫn anh chị. Kính thưa anh chị và các bạn, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm Canh Tý. Mình có dịp đến núi Sập ở huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang anh chị. Phía mình đang đứng trên núi Sập mà phía sau dưới này có một con đường. Chúng ta đi lên trên này có một cái chùa đang xây dựng, có tượng Phật rất là đẹp. Phía dưới mình là Thiền viện Trúc Lâm An Giang. Còn xa kia là một cánh đồng mùa nước nha anh chị. Mùa nước nổi, chúng ta tưởng tượng giống như nó ra một trên cái dòng sông Tiền, sông Hậu nào đó, thực chất đó là mùa nước. Có những cái vùng bao đê, có những vùng không bao đê cho nước vào ruộng. Bây giờ mình lên đây mình tham quan anh chị. Lên chùa này nó có hai đường đi, một là chúng ta đi phía trước kia nó có đường đi bậc thang, còn cái đường mà vừa giới thiệu các anh chị xem đó là chạy xe lên không đa lên được. Ở trên đây chúng ta thấy đang xây một cái nơi để thờ Phật Bà Quan Âm, Nam Mô A Di Đà Phật, và cho con quay một đoạn phim. Cái chùa này có lâu rồi nhưng mà cái phần xây này nó nằm phía sau. Mà chúng ta thấy lên những cái chùa mà ở núi có những cái cục đá nó tròn, chúng ta thấy nó nằm đơn lẻ nhưng mà nó rất là đẹp. Ở đây trong thời gian đang xây dựng ở phía trước này chúng ta chưa có thấy cây kiểng, còn chỉ thấy sắt thép xi măng. Chùa này là chùa Thành An, ấp Đông Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang hả chị. Bây giờ mình vô trong mình tham quan, mình cũng có xin phép thầy mình tham quan. Mô đầu tiên đây ở Đăng Sơn rồi mình vô chùa mình. Trong quá trình xây dựng trước mặt mình là chùa, giờ mình đi vô chùa hả chị. Ở đây đang xây dựng có nhiều vật dụng, mình đứng đây sẽ làm ảnh hưởng những các anh thợ. Ở núi Sập này chúng ta thấy có rất là nhiều chùa nhưng mà chúng ta đi không có hết, chúng ta không có biết. Rồi lên núi chúng ta đi lên có khi đi xe thì không biết chỗ để xe ở đâu, đi bộ thì leo không nổi. Thành ra người ta đi không có biết nhiều chùa. Nhưng mà cái chùa mình Thành An vừa rồi có cái đường xe lên. Đó giờ mình đi bộ không à. Lần đầu tiên mình cũng mới chạy xe lên. Ở đây có cái trơm hả chị. Trơm có ngựa quả mỏ. Mũ trơm, ồ trái. Chùm chùm, chắc là trơm rừng. Rồi, ở diện tích chùa mình. Ở đây lên lầu, mình sẽ lên lầu à. Ngày này là ngày thường cho nên khách tới viếng đây ta thấy ít. Trước mình là một cái tháp, ở trên núi mà xây được một cái tháp gì là cả vấn đề hả chị. Đem xi măng sắt đá lên đây mà không có đường xe chở thì cả một vấn đề rất là khó khăn, nhưng mà ở đây vẫn làm được như thường. Mô Phật Thành An tự trên núi mà chùa mà xây lâu nữa thì tốn kém chi phí vận chuyển nhiều hết chị. Một chùa quay đồng phim đây à. Quay đồng phim đây chị à. Đấy, có chị làm công quả ở đây. Mình đi ra sao phía trước
xe trước đều có cửa, cửa là bị được hết. Tổ sư Đạt Ma. Các cái gì tu ở trước đây. Rồi mình đi ra ngoài hả chị? Rồi cảm ơn đi chị ơi. Sau khi mình quay giới thiệu sơ cho anh chị xem là phía trước có tượng Phật Bảo Quan Âm đang xây xung quanh nơi thờ rất là đẹp. Ở đây là chánh điện để ở trên, phía dưới trước mình là một cái rừng cây, nhưng mà nó có những cái cầu thang, mình đi cái lối này xuống núi vẫn được chừng 50 mét xuống tới chân núi. Mình xin giới thiệu chùa Thành An. Anh chị nào có điều kiện đến đây một lần đi một vòng núi sập, ta ghé nhiều điểm tham quan. Mình xin giới thiệu hai chùa mà mình biết. Mình thấy bên kia đang xây dựng. Mình đi xuống đây hả anh chị? Ở đây nó có cái đường đi xuống, đi xuống dưới bên đây. Ở núi non mình thường thấy có những cái cây có rễ phụ rồi cái tàn nó rộng, mình đi cảm thấy nó mát. Rồi tận dụng ở bên gốc cây bên này, chỉ một cái gốc cây, một cái hòn đá nhô lên cao thôi cũng đem cái tượng ở đây thờ rất là đẹp. Tham Bồ Tát cho con quay xuống đây. Ở trên chúng ta thấy cây rất là lớn à. Ở cây rừng này nó nhiều cây lớn lắm, mình không có biết tên được. Rất đẹp. Nó mò vào. Rồi, ở phía dưới mình là một cái đường đi. Kia cũng là núi sập. Mình đi xuống hả chị? Mình vừa ra khỏi cổng chùa Thành An, mình rẽ vào bên tay trái, mình đi xuống một con hẻm nhỏ này, cách chùa khoảng 50 mét. Chúng ta thấy một cái nơi đang xây phía trước mình. Chắc có lẽ theo mình được biết ở chỗ này sẽ để một cái chuông đang đổ bê tông hả chị? Ở phía dưới có những cục đá do được cải ra để tạo mặt bằng. Cái đường này chúng ta đi xuống núi cũng được, nhưng mà nó hơi khó. Vì vậy mà chúng ta có dịp chúng ta đi tới đây, nó giống như một cái quần thể về tâm linh. Ở phía dưới mình là thiền viện Trúc Lâm. Rồi phía sau thiền viện Trúc Lâm là chùa Thành An. Mình chạy đi lên từ chùa thiền viện, chúng ta lên chùa khoảng 1 km lên tới đây. Xa kia mình thấy thiền viện. Rồi cầu sắt. Rồi xa kia nữa là nước, cánh đồng nước. Xin chào tạm biệt các anh chị.